Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Trung đội thông tin nhận linh mới, đó là chiến sĩ Nguyễn Đức Thừa, người tỉnh Quảng Nam. Nhân vật tôi dành nhiều tình cảm với nhân vật Thừa bởi anh thừa là một người lính ôn hòa dũng cảm giàu nghĩa tình đồng đội những trang sách kể về việc anh thừa khâm liệm người đồng đội hà huy lan khiến cho độc giả xương dưng xúc động nhận thêm người mới nhưng trung đội cũng liên tục mất người vì những trận phục kích của địch anh lan anh huyên hy sinh rồi anh trung bị thương khiến cho trung đội nghi rằng trong phum có địch trà trộn vào sân và rồi qua điều tra, quân ta đã khoanh vùng được hai tên địch và tiêu diệt chúng. Sau nhiều biến cố, tiểu đoàn nhận lệnh hành quân tới Phen, vùng rừng núi khắc nghiệt của đất Campuchia. Mùa mưa ở Phen, rừng núi nơi đây hay những con côn trùng giống như kẻ thù thứ hai của các chiến sĩ. Và khi tới Phen, nhân vật tôi được nhận nhiệm vụ làm trợ lý chính trị tiểu đoàn câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao tại chiến trường Alonven. Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong hồi ký Mùa Trinh Chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. tôi quý thuận hắn tâm sự với tôi có người yêu tên là điệp nhà ở đà nẵng đường phan châu trinh hắn miêu tả người yêu dễ thương như cô học sinh trung học mặt to chán rộng tóc dài hay mặc áo màu đà tôi chẳng hiểu màu đà là màu gì thấy hắn cứ chìm đắm trong màu đó thì cũng cho là đẹp hắn lại không thích tên tỉnh mới là quảng nam đà nẵng mà thích dùng chữ quảng đà để gọi quê mình. Thư viết cho em điệp bao giờ cũng nắn nót hai chữ quảng đà thật đậm nét. Hắn tự xưng biển danh của mình là áo trận, còn em điệp thì hắn gọi bằng cái tên rất thân thương là đất mẹ. Sẵn bên hầm có cây cổ thụ, tôi dùng dao găm khắc vào đó mấy câu thơ tặng thuận đất mẹ quảng đà ba linh tư bông điệp mùa hè đỏ mắt trông chàng trai xứ quảng ra biên giới áo trận xanh màu ai nhớ thương thuận lúc đầu còn phản đối sau hắn sướng âm ỉ một đêm trời mưa rầm rề tôi và thuận hai võng mắc nối tiếp tôi giả vờ ngủ dưới chân chúng tôi cơ man nào là lân tinh lấp lánh như dải ngân hà. Trời mưa, nước từ đỉnh rừng cứ lặng lẽ rơi qua những tầng lá cao thấp, tạo thành bản nhạc giả dích thầm thì trong không gian sẫm tối. Hình như đêm càng tối, ánh lân tinh lại càng sáng. Thuận mới lên còn mê mẩn ánh lân tinh tôi thấy thuận lọ mọ đi nhặt từng chiếc lá đầy ánh sáng hắn soi lên xem có gì bí ẩn trong đó thứ ánh sáng ma mị diệu kỳ nếu đây không phải là à Long vang thì có lẽ chúng tôi nghĩ mình đang ở một xứ sở thần tiên nào đó tôi thấy thuận ép từng chiếc lá vào trong cuốn sổ lại nhớ chuyện thuận kể khi còn đi học có những đêm mải chơi về không kịp học bài bọn hắn đi hái những chiếc lá thuộc bài về ép vào trang sách đúng chỗ có bài cần học sáng hôm sau thầy hỏi bài dù không học nhưng nhất định trả lời được ôi tuổi học trò của học sinh miền trung lãng mạn bao nhiêu sao những đứa học trò đang có những kỷ niệm vàng ngọc như vậy lại phải giã từ sách bút. Để mà cầm cây súng đến đồn chú nơi biên ải xa lạ này. Sáng ra tôi để ý, thấy Thuận mở sổ. Hắn nhìn những chiếc lá tuyệt diệu đêm qua. Hỡi ôi, chẳng còn thứ ánh sáng nào đọng lại. Chỉ còn là những chiếc lá bẩn thỉu nhôm nhem, đầy dấu dày, đầy bùn đất thuận lặng lẽ vứt đi. Có gì khác nhau giữa đêm và ngày, giữa ánh sáng ảo và ánh sáng thật, giữa lãng mạn và thực tế, giữa những gì ta ước mong và đối diện? Có điều gì mất đi trong thuận không? Có điều gì giữ lại trong thuận không? Còn anh Hòa thật hiền, chẳng hiểu sao Chúng tôi nhanh chóng coi nhau như anh em một nhà. Anh Hòa coi hai đứa như hai thằng em, chẳng bao giờ nặng lời, chẳng khi nào to tiếng. Không phải vì mỗi người một công việc khác nhau, mà điều quan trọng là chúng tôi nhìn vào mắt anh Hòa, đọc được ở đó sự chân thành thông cảm. Căn nhà hầm nhanh chóng được ba anh em dựng lên. Anh Hòa đan cái bàn tre, tôi và Thuận cưa cây làm ghế. Nơi này trở thành chỗ tụ họp thường xuyên của lính tráng Hà Nội Quảng Nam, từ trung đoàn xuống và từ các nơi đi công tác qua hay là về phối thuộc. Xong, cũng chính ở nơi này, chúng tôi đã trải qua những ngày tháng ác liệt nhất trong đời lính. Điều ám ảnh lớn nhất trong đời lính có lẽ là những cái chết của đồng đội thân yêu những chàng trai khỏe mạnh nhất cao đẹp nhất trụ cột của bao gia đình từ mọi miền đất nước tụ về cùng một đơn vị chúng tôi cùng ăn chung bữa cơm cùng hút chung điếu thuốc cùng thay nhau thức gác canh khuya cùng ngủ chung một căn hầm cùng chịu chung một trận phục cùng chịu chung một cơn khát một ngày đói cùng hưởng chung một bữa no cùng có chung một người bạn sống một đồng đội chết Vậy mà, đến lượt, chính tay tôi lại phải đưa những đồng đội ấy về đất. An à Long Vang là nơi đồng đội tôi chết nhiều nhất. Tôi đã chôn những người nhập ngũ trước tôi, những người nhập ngũ sau tôi, những người nhập ngũ cùng tôi. Tôi đã chôn những người tôi thân thiết, những người tôi chưa có dịp nói chuyện, những người tôi chỉ mới biết tên, hay cả những người tôi chưa hề biết mặt không hiểu số phận run rùi thế nào mọi cái chết đều dồn về chỗ tôi lên A Long vang được ít ngày chính trị viên lê xuân nhi về nước đi học tiểu đoàn trưởng nguyễn đình phú chúng tôi thường gọi là ông phú dâu lo chỉ huy chiến đấu còn chính trị viên phó tiểu đoàn nguyễn văn vẳng là người trực tiếp chỉ đạo tôi ông người Hải Phòng, nhưng không ở thành phố mà là huyện nào đấy giáp tận Quảng Ninh. Ông nhập ngũ năm 66, còn ông Nhi nhập ngũ năm 69, nhưng ông Nhi lại chỉ huy ông Vẳng. Có bề lấn át hơn, tôi thấy ông Vẳng mặc kệ, chẳng nói gì. Ông Vẳng hay kể chuyện tiếu lâm với những từ lắm, cách chơi chữ có phần tục tiễu cho bọn tôi nghe ông vẳng gầy nhom người như bộ xương Nghe đầu ông lấy vợ lâu rồi nhưng mãi chưa có con anh em lính tráng thường bàn tán có lẽ ông bị sốt rét nhiều nên tinh binh cụt đuôi giảm sức chiến đấu về phép mấy lần nhưng chưa lần nào đậu cả lính tráng chúng tôi chưa biết mùi đàn bà con gái thế thủ trưởng của mình như vậy nên rất thương mọi công việc vất vả đều thủ trưởng để đó em làm một hôm trời tối mưa tầm tã ông vẳng chạy sang hầm tôi tuấn sang c năm nhận tử sĩ có hai lính vận tải đi cùng cũng ngại anh hòa và thuận nhìn tôi ánh mắt đầy chia sẻ nhưng chả nhẽ không đi từ hôm lên đây tôi vẫn chưa sang c năm lần nào từ đây sang đó, dễ đến gần cây số. Tối đen. Tôi khoác súng đi. Chiều nay, nghe bình nổ. Hướng C5 đi tuần. Không ngờ có thương vong. Ba thằng đi, như là đi trong rừng châu Phi. Qua chẳng cỏ, có cái cảm giác bị trúng đạn bắn tỉa lại rợn lên. Chẳng ai nói với ai câu nào. Mắt thì phải căng ra xem bọn địch có phục ở đâu không. Đến C5, không khí im lìm, bầu trời và rừng cây như một chiếc vung đen khổng lồ úp xuống đơn vị. Tôi chỉ nhận ra vài ánh lửa leo lét trong mấy căn hầm. Hai vận tải đều là lính 79 mới vào. Nhất cử nhất động đều làm theo tôi. Chẳng biết hầm đại đội ở đâu, cũng chẳng có ai để hỏi. Không biết lính tráng gác hướng nào chẳng may có bọn địch đến tấn công giữa đơn vị cũng không có người phát hiện dừng lại xác định phương hướng bỗng ánh chớp lóe lên tôi nhìn thấy một anh lính đứng ngay cạnh mình dưới ánh chớp gương mặt anh sáng lạnh bên má một màu trắng nhợt anh đứng tựa gốc cây chớp vụt tắt tôi bước tới hỏi này đồng hương hầm đại đội ở đâu? Anh ta vẫn im lặng. Tôi lay vai. Tay chạm vào vải võng ướt sũng. Hơi lạnh, hơi trần trợn. Sao im lặng thế này? Tôi đưa tay lên mặt anh ta. Lạnh toát. Hơi lạnh truyền sang tôi. Tôi vội rụt tay lại. Thì ra anh ta đã chết anh em khiêng về dựng bên gốc cây. Không sợ nhưng hơi bực, tôi đánh liều bước lên phía trước, có ánh đèn đỏ lừ. Hầm đại đội đây rồi. Thấy bóng người, tôi lên tiếng. Anh thân phải không?" tôi hỏi. "Ai đây? Em Tuấn bên tiểu đoàn sang nhận tử sĩ." "Đấy, ngoài đây đấy, đợi chút nào." Tôi bảo trung đội mang ba lô lên luôn. Ai chết đấy hả anh? Thằng Hàm, lính 79, quê Thuận Hải. Anh thân nói. Đợi một lúc, chẳng thấy ai mang. Hầm thang hàng ở đâu? Ở góc kia kìa. Thôi, để em xuống lấy. Anh em đưa tôi cái ba lô. Hai lính vận tải đưa võng và cán không cho tôi. Họ khiêng luôn cán của C5 tôi đeo ba lô của hàm. Tôi biết hàm, đơn vị vừa nhận đợt lính mới từ Thuận Hải. Anh có dáng cao to, đẹp trai. Hôm sinh hoạt tiểu đoàn, hàm lên hát. Sẽ đưa em về thăm quê hương anh nơi Thuận Hải. Nghe sóng biển Đồng Châu vui mê mải hát bốn mùa. Tôi ngạc nhiên, bài hát này người ta viết về tiền hải kia mà sao anh này lại chuyển về thuận hải nhỉ nhưng mà giọng anh hát say mê quá mượt mà quá tha thiết quá nên cái chuyện nhầm lẫn kia dễ bỏ qua tiền hải hay thuận hải thì cũng là biển quê hương mình có khác gì đâu và sóng biển đồng châu hay là sóng biển đâu đâu thì cũng đều vui hát bốn mùa đúng không và lại Thuận Hải là tỉnh mới thành lập. Có bài hát nào về nơi này đâu? Một người con muốn cất lên lời hát về quê hương mình thì có gì để mà chê trách. Tôi nghe hàm nhà chữ Thuận Hải một cách nhuần nhụy mà trong lòng dâng lên cảm tình với miền biển, biển nắng gió quê anh. Hàm chết, chúng tôi rất đau, tiếc một người trai trẻ một con người tràn đầy năng lượng sống thường lính tráng vào chiến trường giữa không khí ác liệt tâm lý họ rất nặng nề phải lâu dần mới bắt kịp nhịp sống của đơn vị nhưng hàm thì lại luôn luôn lạc quan tôi cảm thấy ngoài cơ thể khỏe mạnh bên trong anh còn dự trữ một nguồn sinh lực nội tâm dồi dào tôi hình dung gương mặt cương nghị ấy sẽ không bao giờ hoảng hốt trước kẻ thù và tinh thần của hàm sẽ như một động cơ còn mới rất tốt sẽ chạy băng băng kéo theo nhiều anh em khác nhưng không ngờ bọn địch đã giết anh cắn trộm đánh nhau thì không dám bắn thẳng chỉ biết cài mìn mà toàn cài trong bóng tối quá hèn nhát và gian rào hàm chết cũng là điều tất nhiên bởi chúng tôi chỉ có một con đường chiến đấu trực diện. Nhưng kẻ thù là bọn giấu mặt dùng đủ các loại mưu hèn kế bẩn, quyết hạ gục chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi kêu một cán bộ C5 về dê bộ để cùng tôi lập biên bản kiểm nghiệm di vật tử sĩ. Người thứ ba làm chứng là Thuận. Sau đó khoảng 8 giờ, tiểu đoàn cho 4 lính khiêng và một tiểu đội khoảng 7 người đi bảo vệ để chuyển thi hài của Hàm lên phung Cam Tuất, chỗ đóng quân của C-14 Trung đoàn 95. Và C-14 lại đưa Hàm lên sư đoàn. Lưu Thanh Sơn là người bình định, là một tay cực kỳ đẹp trai, người cao, đôi mắt dài, tóc bồng bềnh như nghệ sĩ. Sơn có giọng nói ấm và vang, nếu không có chiến tranh không phải đi lính chắc hẳn sơn là một người làm văn nghệ và là niềm mơ ước của nhiều cô gái nhưng trong đơn vị anh chỉ là một trung đội phó anh có biệt tài nhìn thấy mìn và sáng tạo ra những cách chống mìn độc đáo phát hiện chúng tôi đóng quân ở đây bọn địch cài mìn xung quanh các đơn vị rất nhiều mìn đủ các loại đủ các kiểu gài Sơn đã từng nhiều lần phổ biến kinh nghiệm và phương pháp chống mìn cho anh em. Sống giữa rừng mìn, dù anh thoát hiểm nhiều lần, nhưng cuối cùng, trong phút giây sơ ý, chính anh lại hy sinh vì mìn. KP2, K65, mìn mũi, mìn cóc, mìn lá, mìn tăng. Tất cả các loại mìn đều ghi dòng chữ Medin China. K65 Kp-2 thì nảy ngang người mới nổ. Khi nổ, nó phá tan ổ bụng hoặc làm cụt đôi chân của người lính. Và không chỉ tiêu diệt một người mà còn làm 5-7 người khác bị thương bởi sức công phá của nó khá mạnh. Trong những trái biển này, bọn địch còn gài thêm chất độc hóa học cực mạnh. Vì vậy, dù vết thương đã được vệ sinh băng bó, nhưng chất độc ngấm vào cơ thể lính tráng vẫn tử vong. Còn các loại bình khác thì nhiều vô kể. Có hôm trên con đường từ C7 lên Cam Tuất dài chừng 14 km, chúng tôi tháo được gần 200 trái bình cóc. Đó là loại mìn chỉ nhìn hơn bao riêng một chút. Nhưng nếu đạp phải, bàn chân bay như chơi. Tôi chưa thấy ở đâu bọn địch cài mìn tăng để giết hại lính bộ binh như bọn Pol Pot ở An Long Vang. Dạo đó, bọn nó hay giải chuyển đơn dọc con đường gùi gạo và đạn dược của chúng tôi. Trên chuyển đơn, bọn địch viết sai chính tả tùm lum, chữ thì nguệch ngoạc. Có lần, chúng buộc bó chuyển đơn ở một thân cây. Anh chẳng chính C8 tò mò vào lấy, vì ai cũng nghĩ đọc làm quái gì chữ nghĩa của cái bọn ăn bốc. Xong ít ra thì cũng có thêm ít giấy hút thuốc. Nhưng khi vừa giật bó chuyển đơn thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Nửa thân trên của chính bay mất. Thì ra, bọn địch buộc chuyển đơn trên một trái mìn tăng. Thông thường, bình tăng dùng để chôn dưới đất. Ô tô hay xe tăng đi qua sẽ phát nổ. Hoặc vật gì nặng khoảng 100kg đè lên, bình cũng nổ. Nhưng lính tráng sốt xét, có anh nào nặng đến 70kg đâu. Đa phần là 450kg, nên dẫm phải cũng chẳng sao. Không thấy xe tải lên, chắc sách bình tăng nặng, nên bọn địch đã nghĩ ra cách đó để sát hại chúng tôi. Xong, lính tráng chỉ mắc mưu một lần cách bọn địch gài mìn thì thuộc hàng siêu đẳng. Chúng chôn dưới đất, trên lối mòn, rồi phủ cát lên. Lính ta đi không chú ý, dẫm liền. Hoặc chúng chôn dưới đất rồi phủ lá rừng lên. Mà lá rừng thì bạt ngàn, để ý làm gì? Lính ta đi, dẫm lên lá tưởng an toàn, nhưng vừa nhấc chân lên thì nghe ầm một tiếng. Thế là ra đi. Cường phở lính bảy tư người Hải Phòng, một tay lão luyện đúc kết. Cứ nghe hơi mát một cái là biết rằng hết đường về quê mẹ rồi. Sợ nhất lúc cảm thấy hơi mát ấy, chỉ còn nước chết. Vì trước khi phát ra tiếng nổ, quả mìn ép không khí đẩy về phía người lính. Da thịt dù có thể cảm nhận hơi mát này nhưng không ai tránh kịp. Chỉ trong tích tắc không đầy một giây, không kịp nghĩ mình sắp chết, thì tiếng nổ đã cắt ngang cuộc đời. Nhưng lính ta khôn cũng tránh và tháo được nhiều mìn loại này. Thấy chỗ nào có vệt đất mới còn vương vãi là biết có mìn. Thấy chỗ nào các loại lá xếp hơi lạ là biết có mìn. Ngồi xuống, tháo ngay, bỏ ba lô, đi tiếp xong bọn địch lại nghĩ ra cách khác chúng không chôn dưới đất mà đặt ké vào một cái cây bên lối đi mở chốt an toàn có một sợi dây rừng thường là hà thủ ô buộc vào vòng chốt giả làm dây leo bò ngang mặt đất lính tráng bước đi vướng dây rừng quả mìn liền bật lên nổ nhưng rồi lính ta cũng nghĩ ra biện pháp khắc phục Lấy một cành tre tựa như cần câu, đầu trên để cái mấu, sau đó vót thật mảnh. Lính vừa đi vừa đặt cần câu xuống đất gẩy lên. Đầu cần câu vướng dây nào từ từ nhấc lên rồi đến kiểm tra. Thế nào cũng phát hiện ra trái mìn. Bọn địch lại nghĩ ra cách khác. Chúng buộc ngang thân cây rồi dùng loại dây thép mảnh rất nhỏ chằng ngang lối đi, cao ngang ngực những hôm nắng ánh sáng chiếu xuống mắt nhìn rất khó phát hiện ra sợi dây này lính tráng đang đi bỗng nghe âm một phát ngay bên mình thể nào cũng có người gục ngã cách sơn hy sinh cũng thật khác biệt không phải anh vướng mìn mà do người khác hôm ấy đi tuần dọc đường không phát hiện ra điều gì khi quay về lính tráng chủ quan mặc dù sơn đã nhắc chú ý bọn địch có thể cài mìn lúc chúng ta vừa đi qua song lính tráng đâu có để ý anh chàng đi đầu tay cầm cần câu vừa đi vừa hất tung lên nhẽ ra như người khác đi chậm dùng cần câu giò từ từ nhấc lên thế nào cũng thấy mìn nhưng anh chàng này hứng khởi thế nào cứ cầm cần câu hất tung lên thế là một quả mìn bật cao nổ tung anh ta chỉ bị thương cả trái mìn bay đến đúng tầm chỗ sơn thì phát nổ sơn gục xuống anh dãy giụa gọi mẹ ơi rồi tắt thở ngày mai lại phải khiêng lên cam tuất chính Sơn đã tặng tôi một quả mìn KP2 xanh lè, nặng trịch. Toàn bằng gan, anh đã tháo chốt, đổ hết thuốc nổ, chỉ còn vỏ không. Anh tặng để làm đèn. Tôi đặt trái mìn lên bàn, màu xanh rất đẹp, trông như một thứ đồ chơi. Không những con nít mà kể cả người lớn cũng thích. Còn ít dầu hỏa tôi đổ vào thắp lên ngọn đèn, vừa đẹp vừa vững chắc, gió mưa không đổ. Từ nay đỡ phải dùng dầu hộp Sơn còn hứa tặng tôi nhiều loại đèn mìn khác. Nhưng chắc là tôi phải chờ đến kiếp sau. Hôm khiêng Sơn lên cam tuất, cùng đi còn có hai ca thương binh của C8. Đơn vị quốc cho 6 người bảo vệ gồm trung đội trưởng Trần Thanh Biện, trung đội phó Phạm Đông Á, tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Hạnh. Lính tráng có hiền nhân Lê Minh Quốc. Tất nhiên, còn có một số lính C8 vừa khiêng thương vừa bảo vệ. Hôm ấy, để đánh lạc hướng địch, quân ta không đi sáng mà chuyển sang đầu giờ chiều. Vì mọi lần trước, địch nắm được quy luật của ta có tử sĩ thế nào hôm sau ta cũng khiêng lên cam tuất từ an long vang lên đó chỉ có mỗi một con đường mòn là độc đảo bọn địch sẽ phục sẵn ở những khoảng rừng xanh mùa mưa cây cối um tùm không thể phát hiện chúng nhưng bọn địch cũng kiên trì chúng không bỏ cuộc vẫn nằm đợi ta qua đoàn quân vừa ra khỏi đơn vị chừng hơn 7 km thì rơi vào ổ phục của địch. Lần này, chúng không dùng loại mìn cũ. Một loại mìn mới có sức công phá mạnh hơn, rộng hơn, gây thương vong nhiều hơn. Được chúng đặt sẵn bên đường, lấp trong bụi cây. Lính ta không thể nào phát hiện. Hiền nhân đi đầu, sau đến hạnh, á, quốc và biện vũ khí gồm AK, RPD, B-40, các loại. Nhóm đi đầu giữ đúng cự ly đội hình, mỗi người cách nhau khoảng 5 mét. Đề phòng, nếu một người dẫm bìn thì chỉ người đó dính, không ảnh hưởng đến người khác. Lính ta thương vong vì bìn nhiều, phần lớn là do đi xít nhau, nhất là đi gùi gạo và đạn. Vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi vừa xin thuốc hút, nhắc bao lần cái tật này không chừa. Hình như đi cách xa nhau quá, lính tráng có phần sợ. Xong lần này tải thương, lính tráng có phần cẩn thận hơn. Nhóm bốn người đi đầu vừa qua đoạn rừng xanh. Không thấy gì. Nhóm khiêng thương vừa đi đến, bỗng ầm một cái. Gần chục người bị thổi bay sang bên kia đường. Đất đá bay mịt mù, tiếng kêu la inh ỏi lính ta vội dừng lại xả súng về phía rừng xanh bọn địch bắn ra lấy lệ rồi biến mất anh biện hô anh em thu nhặt đồng đội ngoài sơn ra hai thương binh và năm người nữa cũng hy sinh tổng cộng có tám người không kể thương binh nặng nhẹ cuộc tải thương thất bại quân số còn lại không đủ để khiêng anh em. Anh biện cho người về báo đại đội và tiểu đoàn. Những người còn sống ở lại canh gác bảo vệ tử sĩ. Tiểu đoàn huy động chúng tôi đi khiêng. Trời mưa tầm tã, nhưng chúng tôi được lệnh không đi đường mòn, nghi là có địch phục. Trinh sát cắt rừng dẫn đường, ban đêm phải chui luồn băng suối gạt dây rừng ngổn ngang nên tốc độ đi rất chậm vì thế đến nơi thì trời đã khuya cũng khó nhận ra nhau phải ra ám hiệu bằng cách mỗi bên bắn một phát súng dưới ánh chớp nhìn anh em mệt mỏi nhưng ai cũng mừng dù gương mặt vẫn còn nguyên vẻ căng thẳng xác tử sĩ đã được thu lại xếp ngay ngắn người mất tay người mất chân người mất đùi anh biện bảng chúng tôi phải đi nhặt từng miếng thịt từng màu xương từng chiếc giày về sắp xếp lại cho đồng đội nhưng cũng không chắc có chính xác không những chiếc giày rách thì vứt đi mũ hỏng cũng bỏ lại những màu xương thịt lẻ thì chúng tôi cho vào hai ba lô tám tử sĩ còn may là đầu vẫn liền với thân thôi

giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần hồi ký mùa trinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này ngày mai trên tần số 96,5 MHz và trang web vov6.vovn.vn. Thân ái chào tạm biệt.